Em xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay cái cúc mùi dương á cả nhà, hay còn gọi là cúc tư long á, thì nó nở một cái hoa rất là đẹp. Cái độ phùng của nó này cả nhà nhìn thấy rất là tuyệt vời luôn ha. Đây, rất là đẹp luôn nha. Thì loại này toàn là nở bông chùm và cái độ phùng của nó rất là cao cả nhà. Đây, nó chỉ là hoa gió thôi mà nó to như thế này ha. Còn nếu mà Tết đúng vụ nữa thì hoa của nó là phải hơn 4 ngón tay cả nhà. Nó bằng một miếng tiền 500 ngàn luôn á. Đó, cúc mùi dương hay cả nhà, hay còn gọi là cúc tư long á. Thì cái lô này em có một cái lô cây rất là đẹp. Nói chung là em đã bấm ngọn, nhảy nhánh, nhảy tàn hết rồi. Giá thì chỉ có 125 ngàn một cây thôi. Đây, củ á, cái cây này củ bự lắm. Đó. Đây, củ bự, củ nở luôn nè. Rồi, giá chỉ có 125 ngàn một cây thôi. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Còn nếu mà ai có nhu cầu trồng 10 cây thì em sẽ tặng một luôn nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái cây nó có màu xanh xanh đúng không ạ? Thì cái này em đã xịt thuốc ngừa bệnh rồi ha. Cho nên là cả nhà yên tâm hết. Tại vì do lúc này trời mưa gió, nắng gió, mưa thất thường quá. Cho nên là tụi em phải xịt dưỡng, rồi xịt ngừa bệnh hết cho chúng ta trước khi gửi ha. Đây cả nhà nhìn nè, nó đang bấm đọt, nó đang ra đọt rất là nhiều ha. Rồi cái loại này em bán với giá là 125 ngàn một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Rồi tiếp tục là cái hàng bên đây là hàng dẫu, dạng thỏ cánh xoắn cả nhà. Đó, loại này thì em cũng bán giá 125 ngàn một cây. Dạng thỏ cánh xoắn này là nó từ 50 cho đến 100 cánh nha. Thì loại này em bán cũng giá 125 ngàn một cây ha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển với chúng ta luôn. Đó chính là cúc vạn thỏ cánh xoắn. Rồi thêm cúc hoàng hậu cả nhà. Rồi cúc gia định, dẫu cam, dẫu tự sáng. Đó, cái loại dẫu tự sáng thì cái lô này rễ quái nè, rễ như hình thú á, thì giá là 100 ngàn một cây ha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn. Số lượng chắc cũng còn khoảng 50 cây thôi cả nhà. Nếu ai thích thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.